Xin chào các bạn, hôm nay Lê Sang xin giới thiệu đến các bạn một mẫu ốp lưng trong suốt, khả năng bảo vệ tốt nhất dành cho iPhone 15, với khả năng thả rơi khi drop test lên đến 16 feet, khoảng 4,9 m. Là một chiếc ốp lưng đến từ thương hiệu UAG, một thương hiệu chuyên sản xuất các sản phẩm ốp lưng siêu bền, siêu chống sốc. Và ngôn ngữ thiết kế của các dòng ốp lưng UAG này sẽ rất đặc biệt, trông rất lực lượng, hầm hố và không đơn giản như các dòng ốp lưng đến thương hiệu khác. Với mặt lưng trong mắt hoàn toàn, lộ nguyên màu sắc rất đẹp của chiếc iPhone 15 năm nay. Và đặc biệt, mặt lưng này được làm từ nhựa polycarbonate nên sẽ không bị ố vàng. Viền của ốp làm to bản và được làm từ nhựa tegu mềm nên tháo lắp rất dễ dàng. Ngoài ra, với chất liệu mềm này, khi đưa đớt sẽ hấp thụ lực rất tốt, bảo vệ tối đa cho chiếc điện thoại của bạn. Các góc của ốp thì đều được gia cố thêm một lớp nhựa khá là dày. Với lớp gia cố này thì bạn có rơi hai quang quật máy một cách thoải mái, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiếc điện thoại của bạn. Vì là một mẫu ốp chuyên về chống sốc nên không riêng gì các góc cạnh mà mọi mặt của chiếc ốp này đều được thiết kế để dành riêng cho bảo vệ. Như viền trước của máy ôm khá là cao, ôm sát vào bên trong của màn hình luôn nên bảo vệ rất tốt cho màn hình. Tuy nhiên, khi bạn lựa chọn dán cường lực thì lưu ý các dòng kính có độ full vừa phải sẽ ok hơn, nếu mà full quá sẽ bị kích ốp. Mặt cam cũng thiết kế cao hơn khá nhiều, giúp bạn tránh những va chạm vô tình khi đặt máy xuống bàn hoặc khi rơi rớt. Ngoài ra, mặt lưng của ốp UAG còn làm những chấu nhô cao hơn. Với chấu này sẽ nâng mặt lưng lên trên cao, không chạm vào bề mặt khi đặt máy dưới bàn, giúp mặt lưng không bị xước, sử dụng được lâu bền hơn. Và nó sẽ tạo được sự cân bằng khi bạn đặt máy trên bề mặt phẳng, không bị cập kênh. Tất nhiên, vì là một mẫu ốp chuyên về chống sốc nên nó sẽ có thiết kế hơi to và khá dày. Nên nếu bạn cần một ốp lưng gọn thì nên tham khảo qua các dòng khác. Lê Sang có rất nhiều mẫu để các bạn lựa chọn. Và với những mẫu ốp này thì khả năng cầm nắm cũng tương đối, chứ không phải thoải mái nhất. Và năm nay thì dòng Folio này cho iPhone 15 UAG vẫn có hai màu để các bạn lựa chọn. Và màu sắc ở đây là màu của viền, có sáng và viền trong suốt. Còn mặt lưng thì vẫn trong mắt hoàn toàn. Để đặt hàng, các bạn vào lòng hệ qua website lesang.vn hoặc gọi số hotline 02466 708 708. Xin cảm ơn.